Ông nói chuyện với ông. Bây giờ tiết anh nhất anh đánh nhà anh mình ông nhìn mắt đến đây đâu nó đỏ như thế này. Đâu có sợ người ta đánh này. Đây là gì không có? Chú lấy không ai chứ này? Đỏ cười luôn. Mắt nó không bao giờ có đỏ được không? Lợn của dân tộc người ta nuôi là nó, cái lông này là nó có ba chẽ. Úi giời. Đấy, thì là lợn ngon. Đấy, thì bà con xem là đúng là lại là lông lợn dài như mức độ như thế này. Lợn mường đấy. Là đúng là mường. Đúng rồi. Đấy. À, tổ dân như tôi nếu mà chuyên khoa làm lòng ấy là các bác liên hệ với anh Đào Văn Lâm nhé. Chuyên chỉ có làm lòng. Đây là món thịt luộc đã luộc xong nhé các bạn nhé. Thường vang hết cả lên. Vớt hết cái đi không? Tức là ông tẩy bằng mật chứ gì? Đấy mọi người nên chú ý là làm lòng cứ phải tẩy bằng mật. Lấy mật của nó để tẩy để cho nó lòng nó sạch sẽ. Cầm cái dao đấy, cắt ra thì ai làm mới này chúng ta. Cắt rồi mà. Ít nước quá. Nước rồi đây. Ok đây đừng nhờ rồi đó. Đi nước một đâu? Vùng người đây. Đây nhưng mà cho lửa nữa phải không? Thơm lắm, nhồi nòng chưa luộc rất thơm. Các bạn cái kia các ông cho mắm tôm mà nó thơm. Đặc biệt. Tuyệt vời. Món này là món bánh chưa canh đặc sĩ này. Quá tuyệt vời. Anh em tôi đánh tiết canh toàn bằng cái loại ngon nhất trong con lợn này. Ngăn với thân. Thế thì còn thay nhân gì? Đó đánh hết nhân thì thôi không? Nó sao hết? Chúng cam thế này là dày lắm này. Nó sôi được khoảng 5 phút thì chảo. Riêng cả cái xã này làm lòng chỉ không nhất thôi. Không có đối thủ cạnh tranh. Nhà kiếm cơm đó. Thôi cho thôi nâu thế.
Các bác chú ý cái nòng non này sôi khoảng 1 phút có đến 30 giây thôi nhỉ. Được rồi. Hả? Có. Đây giờ bắt đầu cho là trần nước lạnh nhá. Ô thế cái nòng một phát thôi nhá. Thì một phát thôi. À. Thì cái tiêm nòng của bố ngoạn phát thế này. Bố này cũng rất sạch sẽ nhá, mỡ nước tè hết. Cứ như thế này. Hơn thế này. Thế là ngon. Băm đây. Có ông nhất ông chơi toàn cục thịt than. Đấy. Cái canh mà toàn thịt than. Đến cái chỗ của lão Bình kia mới là ngon kìa. Đây. Giang hành đánh cái canh, giang hành đánh cái canh, giờ lại đợi mướn. Nay chơi quả đúng là thịt mỡ tăng mâm đấy. Tôi tính nay là mỗi mâm cho ăn hổ nốn mà đánh tàu ra suối, có khi uống rượu nào ngon. Đàn ông đấy. Không biết đúng gì, có nghĩa là thái nọng mới thay nước dồn hết một cái này. À, tôi 10 phút. Ông ơi, thái thêm cái lá này đi. Không, cái lá đấy không ạ. Thế à? Thôi, vớt vớt đây thôi. Vớt rồi, nó trong nước. Rồi, cho nó thao. Về ra. Đi đây đi nà. Mấy luộc cái tiết này lên này chú nhất à, có lên luộc à? Thôi hết. Cái kia một bông, cái kia bông. Cái bữa, cái bữa đấy chọc rồi, vẫn chọc. Dạ, vẫn chọc. Nhưng mà sớm quá đúng không ạ? Ăn này Tết lại nhớ đến. Sớm ấy. Ừ. Như đang nói là Tết liền sớm quá. Thì cái miếng hùng nhất thì nó ngon đẳng cấp đấy. Thế thì miếng ngon. Cái này có cho cái là... Giờ ông đưa đĩa thịt gà vào thì nó lại mất cái giá trị thì ngay lập tức. Đúng rồi. Chính xác. Một đĩa khô, một bát sốt. Tức là đấy là ông nhất. Ông nhất gọi là nòng sốt. Chín không ạ? Chín rồi. Tí là tí đảo lại. Dài lắm. Ngọt lắm bên toàn. Ông cứ đông đầy thôi, à không bình thường đâu, 7 đĩa thôi. Kìa chưa hết. Rồi, chị. Dạ, mang đây chị. Mang phụng hòa, mang tôm. Nấy hẳn bát to hòa và tí múc ra. Đúng rồi, hòa giòn nữa, cái đấy thì nó đều. Ừ, bắt xong hà, bắt hết cái hàng chanh đi. Bắt hết hàng chanh đi xong rồi. Đấy đúng không ạ? Dạ. Cương à, để cho ấy kia xong rồi đưa cái chỗ này đi. Đó đi. Cái này. Quay được mấy thằng phát trực tiếp. Cân này, chuyên gia làm. Ừ, thế qua ta bảo cô bác này làm không? Đâu bác không phải xa đến làm gì. Có bác nào có nhu cầu đánh tiết canh tại nhà thì liên hệ nhá. Mâm này cho dưới là mâm này là ấy vênh rồi. Vênh rồi, vênh rồi, cho ra ngoài. Cái lần nhà này nó dốc rồi. Đem đĩa ngoài để ba đĩa thôi. Cho ra ngoài, cắt hết đĩa ra ngoài đất đi.
bạn đấy. Cho ra đất không sao. Nhất anh đánh nhẹ anh mày. Mắt đây đâu nó đỏ như thế này. Đâu có sợ này. Đây là gì không? Lớn luôn. Mắt nó không bao giờ có đỏ được không sao. Mắt này nó hơi thâm luôn. Vâng, mắt được chưa? Đi rồi. Có sao ông mượn thay đi bắt cho ít bắt tôm à? Đông ngay đây nhá. Đông ngay. Đông ngay. Không biết gì, ông loại vừa. Cái loại này giờ có tung lên 10 mét rơi xuống vẫn ở trong đĩa. Đông ngay. Tại ông lặng đó mà mình. Biên rồi đây, anh phải lấy thế này. Nó nó điện đâu, ông đưa nước. Ông mượn thêm 10 ngày. Chết rồi, chết rồi. Có đánh được thiết canh? Chết từng cầu linh trí. Chết từng cầu linh trí vẫn có thiết canh ăn. Món lên từ nói ông chấp thầy giàu nè mẹ. Mất tội cái thằng cái gì nó nặng hả? À những tội này đấy. Tôi làm cái chót lỡ rồi. Hả? Sự đồng lạnh rồi. Thế đấy, ông phải nhìn tiết nó đỏ rồi ông biết chứ phải gì đồng lạnh. Cặp tiết rồi, cặp tiết được chưa? Cái này đến đông luộc, cái tiết mà ăn. Đông người ăn đấy. Đông người ăn đấy. Đông người ăn đấy. Hết đi. Ai đi sắp mà đi hết đó rồi. 50 người. Hết đi sắp rồi. Thái gan vào. Thái gan đó. Thái gan đó. Ai? Thôi Hương, cái này có làm gì không? Đá lại chứ có gì đánh mặt nữa cho ai. Luôn. Bị mặn cái là đem tiết rồi. Riêng hạn tiết ông nhất ông có tay nghề 20 năm nay nhé. Ông Dũng rồi về với cái cành tròn tí cho nó sạch. Bên đây kia bên đây kia. Hết ớt rồi sao? Lấy cái gì chết rồi. Ông Dũng ông định thịt con gà, thịt đĩa thịt gà nữa cơ bố. Thịt ban gà. Úi giời. Xong bảo mà thôi. Không phải thịt. Gà mới đi ăn được này nó mới là ngon. Có thêm nhiều gà cũng được. Nhất là thằng Lâm bảo Lâm là sao ông Dũng không lấy mà đấy là rồi. Anh có đi theo một câu anh kể cả anh làm cơm cũng có bằng rồi. Nhưng anh chỉ cần cho một đĩa thịt chó không có thịt riêng, thịt chó khác nó mất hết là gì. Châu bò, chó ăn chả. Rồi. Rồi. Cắt cái này ngắn quá tí. Cái này cắt. Cái đĩa đĩa thịt này. Đĩa thịt cân rưỡi. Muốn nấu con giờ. Nhất là mười mấy cái mẹ. Bây giờ người ta không phải lên đĩa đâu. Ông phải nước sôi ông cho vào cái lòi này đi đun sôi cái ông múc một lòng đây nó mới ngon. Cái này là của nhà đây đúng không? Anh Nhất hả? Đúng rồi. Cái chua để Thái ăn sống. Chia làm bao nhiêu thứ nhất? Cái đây. Luộc cái kìa. Chấm neo mà. Cái chua mới ấy đầy thì có ai hết theo. Đợi đấy đi làm chưa nhỉ? Quay cũng một mình một rưỡi mà. Nhảy qua, năm xưa con lợn nó lạc vào cái xóm là có 15 phút xuống là trắng tình. Không phải gì. Lạc nó không phải gì. Không sao. Càng đẹp. Cho đoạn này bốc đi là. Đây, 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 cứ ẩn lên gặp đi. Không phải ăn. Tương lạc lên dưới cái này các vị thịt luộc kìa. Và bao nhiêu thịt. Thả thôi, tôi ăn cái gì tôi ăn. Có một đoạn. Đây ra. Không thả mát em nhớ mà ai sau được không đầy quá. Không mở ra em cứ an tâm đấy. Ăn hết rồi. Đói. Đói. Thay ca đi đi. Đây đây, đây là ca đi. Từ 1 giờ đến giờ này. Anh ngày 3 cũng 4 có làm cái phút thương rồi. Đấy cho bác đi ra tay. Ông não này nó thợ đúng là thợ chiết canh nhưng mà anh hình như là ngày vẫn đang chủ quán nhé. Chủ nằm lợn cầu giảm. Chủ quán nằm lợn chiết canh cầu giảm gì? Đồng cứ khoe cái giờ đấy làm đeo đi ông. Đoán này. Đấy cái chỗ đấy. Đó đây. Có gì không? Mà ăn, đừng ăn cái gì. À, Ajinomoto. Đây, cháu đây. Nó như này luôn. Đó, giới thiệu với các mọi người là món lòng trần đấy này. Đủ rồi, ngoài cái 450 đây ăn. Trần phát ăn luôn là nó nóng dễ nữa. Đấy, nóng hơn cái trần, cái này chứ. Từ từ để thoát rượu nữa. Thôi giờ giới thiệu dần đi. Từ sáng đến giờ mới hòa quân từ sáng đến giờ là anh em tôi đã làm xong lợn. Bây giờ đã vào là được chén. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ là được lợn chén. Chiếc canh nhau lợn. Vâng. Đây đúng không? Đây đủ hết. Ngon đấy. Quay cho tí. Và dạ đại diện mọi người là dừng bước bên này tất nhiên. Thôi vâng, mùa giải ra. À đấy.
có bia không? Bữa cơm đây là toàn bộ là riêng con lợn này, anh em tôi pha lợn đầy đủ. Quá ngon luôn đấy. Quá ngon luôn, tiết canh. Nào thế mời tất cả bà con nhá. Chuẩn bị trực tiếp.